Trời ơi, chị nói tiếng Việt lạnh quá hả? Bình thường à, em ơi, chị phải... No. Chị không biết đâu, so bad. Chị còn nói... Đâu có, em ơi. Giỏi đâu mà giỏi. Khó lắm. Khó lắm. Khó lắm. Các bạn. So sometimes Vietnamese people will praise your Vietnamese or give you a compliment on your Vietnamese. So usually you say thank you, right? But after saying thank you for a while, it gets a little bit boring, isn't it? Okay, so today let's learn some more fancier ways to respond to that compliment with me and Audrey. Chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời, chị nói tiếng Việt giỏi quá vậy. Em quá khen rồi, chị nói còn dở lắm. Không, giỏi lắm. Em ơi, chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời, chị nói tiếng Việt giỏi quá vậy. Em quá khen rồi, chị nói còn dở lắm. Không, giỏi lắm. Okay, here's the first way. You can say chị quá khen rồi, or em, or anh, or cô, etc. Right? Quá khen, khen is the word for praise or give a compliment. So quá khen means over praise, over compliment. So you're over praising me. And then chị nói còn dở lắm, literally means I speak still. Not bad, very. So I'm still not good. So dở is the opposite of hay or giỏi, which means like very well. In the north, you can replace dở with kém. Kém. Em ơi, ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời ơi chị nói tiếng Việt rành quá. Bình thường em ơi, chị còn phải học nhiều lắm. Không, em thấy giỏi lắm rồi. Em ơi, chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời ơi chị nói tiếng Việt rành quá. Bình thường em ơi, chị còn phải học nhiều lắm. Không, em thấy giỏi lắm rồi. In this take, Audrey says, bình thường à em ơi, chị còn phải học nhiều lắm. Okay, so bình thường means normal, and you can add à to mean like it's very, very normal. So bình thường à em ơi, and then chị còn phải học nhiều lắm. I still need to learn a lot more. Okay, so bình thường à em ơi, chị còn phải học nhiều lắm. Okay, now let's move to the third way. Em ơi, chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời ơi chị nói tiếng Việt hay ghê lắm. Đâu có em ơi, chị nói còn cứng lắm. Không, đâu có cứng. Em ơi, chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời ơi chị nói tiếng Việt hay ghê lắm. Đâu có em ơi, chị nói còn cứng lắm. Không, đâu có cứng. Okay, so here's the third way. Audrey says, đâu có em ơi, chị nói còn cứng lắm. Okay, so đâu có is a strong no. So no, 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 right? And then, chị nói còn cứng lắm. So this sentence actually has the same pattern as the very first one that we just learned a minute ago, which is chị nói còn dở lắm, right? But it's much more idiomatic. Here we have the word for hard, which is cứng. Cứng. So when someone speaking a language, you know, not fluently or not well yet, usually we say, oh, I still speak very hard, like your tongue is hard. It's not like soft and flexible and, you know, comfortable with speaking that language yet. Okay, so
Chị nói còn cứng lắm. Now, the last one. Em ơi, chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời chị, lần đầu tiên em thấy người nói tiếng Việt giỏi như chị luôn á. Giỏi đó mà giỏi em ơi, còn lâu mới giỏi. Không chị, giỏi lắm luôn á. Em ơi, chị ngồi ở đây được không? Dạ được chị. Trời chị, lần đầu tiên em thấy người nói tiếng Việt giỏi như chị luôn á. Giỏi đó mà giỏi em ơi, còn lâu mới giỏi. Không chị, giỏi lắm luôn á. The last response actually have two very unique sentence structures of Vietnamese. Now the first sentence says, giỏi đâu mà giỏi em ơi. Okay, now giỏi đâu mà giỏi means not giỏi, right? So in Vietnamese you can say adjective đâu mà or gì mà. And then that adjective again. So this means not at all, completely not, definitely not. Okay, so this is a very strong negative. Giỏi đâu mà giỏi. And then Audrey says, còn lâu mới giỏi. Còn lâu mới giỏi. Okay, this is another unique sentence pattern of Vietnamese. Còn lâu. It's still a long time, right? Mới giỏi, you know, until I get very good. Okay, so còn lâu mới giỏi. You can use this sentence pattern to express like it will take a lot of time before you will be able to do something. For example, I can say còn lâu em mới mua được nhà. So it will take a long time before I can buy a house. Okay, so that's four fancier ways to respond to the compliment, you speak Vietnamese very well. Chị nói tiếng Việt giỏi quá. Go try them out. Vietnamese people will be very impressed. That's it for today's lesson. I'll see you next week. Hẹn gặp lại lần sau ha. Huh?